Thưa quý vị, thay vì tổ chức tại đường Trần Phú và các đường giao cắt với đường Trần Phú như các năm trước đây, hội chợ Hoa Xuân Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 chuyển địa điểm về khu Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh thuộc phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. Các gian hàng tại đây sẵn sàng phục vụ người dân đến xem và mua hoa. Tại đây, người dân đến tham quan khá đông nhưng sức mua chưa cao. Những ngày đầu tiên mở bán, khách mua khá ít, đa số tham khảo giá. Tôi thấy thì năm nay chợ hoa đường xá nó rộng hơn, nó sẽ không có tình trạng kẹt xe tại vì các ngã đồ chia ra nhiều, rộng hơn và nó nhiều, nó đa dạng hơn năm ngoái. Tôi mới đi xem để coi thử những món gì phù hợp ở trong gia đình chứ cũng chưa mua. Bên cạnh các loại hoa và cây cảnh chân Tết quen thuộc như đào, mai cúc, lan hồ điệp quốc, hội chợ hoa xuân năm nay có thêm một số loại hoa, cây cảnh mới, phục vụ đa dạng nhu cầu chơi Tết của người dân. Tôi thì thường ưa thích cái sự mới mẻ, thường tìm tòi những cái gì mà lạ cho mọi người chơi xuân thì có cái gì đó nó độc đáo hơn. Thì năm nay thì tôi nghiên cứu cái sản phẩm nho vì nó cũng mang ý nghĩa đó là sung túc xuân vầy cho mùa xuân. Thì cho mọi người một cái Tết sung túc xuân vầy hơn và một cái thú chơi gì đó nó mới mẻ hơn, vừa chơi Tết mà vừa có thể làm thưởng thức trái cây. Người bán ở chợ hoa cho biết giá các loại hoa cây cảnh năm nay giảm so với năm ngoái, từ vài trăm ngàn đồng đến vài chục triệu đồng. Do đó hy vọng vài ngày nữa khách sẽ đến mua nhiều hơn. Số lượng các gian hàng tại hội chợ hoa xuân năm nay tương đương so với năm ngoái với khoảng hơn 400 gian hàng đã được đăng ký. Đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ lấp đầy các gian hàng tại đây đã đạt 80-90%. Đa phần vẫn là các gian hàng hoa và cây cảnh, các gian hàng ăn uống và các mặt hàng đồ mỹ nghệ. Theo kế hoạch, hội chợ hoa xuân năm 2024 sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão.